đảng già nua, ì ạch và tham vọng lớn của ông Tô Lâm. Đảng Cộng sản Việt Nam đã cai trị được 79 năm. Họ là một tập thể theo học thuyết lạc hậu do các Marx và Lenin đặt ra. Đặc biệt, đường lối của Lenin là bạo lực cách mạng, nghĩa là xây dựng nhà nước dựa trên bạo lực. Trong lịch sử phát triển của Đảng với 79 năm cầm quyền, là 79 năm đem lại cho dân tộc những vết thương không thể chữa lành. Hàng triệu sinh mạng đã bị Đảng đứng vào lò lửa chiến tranh một cách vô nghĩa. Với dân tộc Triều Tiên, không có chiến thắng của Cộng sản Bắc Triều Tiên với miền Nam, nên đất nước này còn được một nửa tiến lên xã hội văn minh tiến bộ. Ở Đức, sau khi phe Cộng sản ở Đông Đức sụp đổ và đất nước thống nhất, nước Đức đã trở nên giàu mạnh và văn minh như ngày nay. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam chiến thắng vào năm 1975 chính là một sự mất mát lớn của cả dân tộc Việt Nam. Sau năm 1975 là nạn đói và sự mất tự do và do sự hà khắc của Đảng đem lại. Người dân không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc. Đời sống của người dân chẳng khác nào ở trong một trại súc vật đúng nghĩa. Ngoài ra, chính sách giáo dục ngu dân trong thời gian dài đã khiến cho dân khí của cả dân tộc bị yếu đi rất nhiều. Cho tới nay, sau 79 năm cầm quyền, Đảng đã cố đổi mới để chạy theo các nền văn minh tiến bộ, nhưng lại không theo kịp. Người Việt Nam vẫn rất khốn khổ, hàng năm có đến hàng trăm ngàn người phải tìm cách rời bỏ đất nước bằng đủ mọi con đường, từ hợp pháp đến bất hợp pháp, để mà tự tạo cuộc sống cho mình. Họ trốn chạy khỏi cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa do Đảng tạo ra. Ngay cả con cháu của các quan chức cũng tháo chạy khỏi nền giáo dục tệ hại của Đảng. Văn minh không dành cho Đảng Cộng sản, bởi Đảng này được sinh ra từ một học thuyết man dợ nhất của xã hội loài người. Đảng Cộng sản chỉ giỏi bức hại người dân, giỏi đe dọa người dân và giỏi hành dân, giỏi hại dân, chứ không quan tâm đến đời sống cũng như chế độ an sinh xã hội cho nhân dân. Trong khi thế giới văn minh tiến như vũ bão, Đảng thì lại chỉ duy trì xu hướng kìm kẹp dân, khiến đất nước trở nên ì ạch và lạc hậu. Ở tuổi 79, Đảng đã quá già nua, không chỉ vì tuổi đời mà còn vì bản chất bạo lực cách mạng như thời Trung Cổ vẫn đang tồn tại trong huyết mạch của Đảng. Từ tư duy lãnh đạo đến các chính sách của nhà nước đều mang tư duy vụ lợi cho Đảng và xem nhẹ đời sống của nhân dân. Đấy là loại tư duy của các nhà nước chiếm hữu nô lệ cách đây hàng ngàn năm hay nhà nước phong kiến cách đây hàng trăm năm. Ông Tô Lâm bước lên ngai vàng của một Đảng già nua lạc hậu về mọi mặt. Đây là cơ hội để ông thực hiện một cải cách thể chế mới, làm trẻ xã hội. Thậm chí nếu thuận tiện, ông có thể dẹp bỏ luôn cái Đảng Cộng sản vừa già cỗi vừa hại dân, hại nước này. Nếu làm được như vậy, ông sẽ lưu danh sử sách muôn đời. Nhưng liệu rằng ông Tô Lâm có muốn làm và có làm nổi hay không? Trong phát biểu tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, ông Tô Lâm đã nhấn mạnh về cải cách phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng để đưa dân tộc tiến lên. Nếu nhận thức đầy đủ, ông phải hiểu rằng nguyên nhân khiến cho dân tộc này bị mất hết dân khí, quốc gia trở nên tiểu nhược, yếu thế trước ngoại bang chính là do Đảng Cộng sản. Đảng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nếu không dẹp bỏ thì dân tộc này không thể nào tiến lên cho được. Phát biểu của Tô Lâm cho thấy rõ ràng ông có tham vọng cải cách dù chỉ mới vừa manh nha. Từ tham vọng biến thành hành động là còn cả khoảng thời gian và khoảng cách rất lớn, vẫn còn quá sớm để có thể đánh giá và cần phải theo dõi các hành động tiếp theo của ông. Trước mắt, Tô Lâm cần phải dẹp bỏ mọi thế lực khác đang xem nhóm Hưng Yên là kẻ thù. Bài toán này không hề dễ, và liệu Tô Lâm có làm được hay không chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin Đảng già nua ì ạch và tham vọng lớn của Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Nguyễn Phương Hằng được phóng thích, Phan Văn Mãi ngủ không yên. Vào ngày 19 tháng 9, báo chí nhà nước loan tin rằng
bà Nguyễn Phương Hằng đã được ra tù trước thời hạn 3 tháng. Trước đó không có thông tin bà Hằng được giảm án trong dịp mùng 2 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 9 thì bà lại được thả ra. Việc thả bà Hằng ngay tại thời điểm ông Tô Lâm chuẩn bị lên đường đi Mỹ làm nhiều người nghi ngờ rằng Đảng dùng bà để đánh lạc hướng dư luận về chuyến đi của ông Tô Lâm. Được biết, vào đầu tháng 4 vừa qua, Tòa Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Hằng chính là người có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội. Nguyên nhân là do bà không ngại đụng chạm đến những tên tuổi lớn, cả trong làng giải trí lẫn giới luật sư. Việc bà lật tẩy những trò lừa gạt, cấu kết của một số người trong giới này cũng khiến cho rất nhiều người phải tức sôi máu, đặc biệt là những kẻ có dính phốt nhưng chưa bị lộ. Bà Hằng bị ghét nhiều nhưng được nhiều người cũng yêu mến. Bà là người gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sợ bà bởi vì sự nổi tiếng của bà. Đối với họ, bất cứ ai có ảnh hưởng lớn đến công chúng thì họ sẽ vùi dập cho tắt ngay. Bà Nguyễn Phương Hằng là một trong những nạn nhân của chế độ như biết bao nạn nhân khác. Vì chính quyền thì luôn dở mọi thủ đoạn để triệt tiêu sự ảnh hưởng của người nhân vật nổi tiếng trước công chúng. Bà Hằng thì không biết sợ, chính quyền đó đã khiến cho những kẻ làm sai phải sợ. Trước khi bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt, bà có một buổi livestream nhắc đến ông Phan Văn Mãi, chủ tịch kiêm phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không bắt kịp bà lúc đó, có thể ông Mãi đã bị dụ mất chức rồi. Không biết sau khi ra tù, bà có tiếp tục livestream bóc phốt nữa hay không. Có lẽ nếu bà dám livestream lần nữa thì chính quyền sẽ không để bà yên. Tuy nhiên, không ai có thể đoán trước được lòng người. Nếu bà lại tiếp tục livestream và lại moi móc tiếp tục thì sao đây? Những điều bà Hằng muốn khui về ông Phan Văn Mãi đã phải dừng lại sau khi bà bị bắt. Nếu giờ đây bà lại tiếp tục khui ra thì sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Sức ảnh hưởng của bà vẫn còn rất lớn. Nhiều người rất mong muốn tiếng nói của bà trở lại và tất nhiên Phan Văn Mãi cũng hiểu điều đó. Bà Nguyễn Phương Hằng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Đại Nam. Bà hoạt động từ thiện rất mạnh và chính điều đó cũng giúp bà kết nối với nhiều quan chức cấp tỉnh, trong đó có ông Phan Văn Mãi, khi đó là bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Được biết, ông Lê Đức Thọ có tài sản ngàn tỷ, có bộ sưu tập đồng hồ Patek Philippe khủng, cũng từng là bí thư tại Bến Tre. Cũng chính vì có mối quan hệ với nhiều người trong giới lãnh đạo và giới nghệ sĩ, bà mới hiểu rõ những điều tăm tối phía sau. Loạt livestream kéo dài khoảng một năm để bóc phốt những bảng đen chưa được công khai đã khiến bà trở nên nổi tiếng như cồn. Ông Phan Văn Giang không xa lạ gì vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, và đặc biệt bà Hằng có quốc tịch nước ngoài. Nếu sau khi ra tù, bà ra nước ngoài rồi livestream bóc phốt hàng loạt quan chức thì sao đây nhỉ? Đây cũng là kịch bản hoàn hảo, vì lúc đó ông Phan Văn Mãi có quyền lực trong tay, cũng khó có thể bịt miệng được bà khi bà không còn ở tại Việt Nam. Sau một lần bị hại, có lẽ bà Hằng sẽ cảnh giác hơn. Tuy nhiên, bà có từ bỏ những việc bà đã làm hay không thì vẫn còn là câu hỏi. Nếu bà tiếp tục, có thể sẽ khiến không ít quan chức phải ăn không ngon, ngủ không yên. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Nguyễn Phương Hằng được phóng thích, Phan Văn Mãi ngủ không ngon. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de